bơi ếch đường dài 5 cây số, 10 cây số nhẹ nhàng như đi bộ. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh của thầy Chiến dạy bơi nha. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những bí kíp để giúp cho các bạn bơi ếch không mệt nha. Bơi nhẹ nhàng thanh thoát như đi bộ vậy đó. Rồi đầu tiên các bạn cùng xem mình bơi ếch Thị Phạm nha. Đó. Mình không cần bơi đẹp như vận động viên nha các bạn, nhưng mình chỉ cần nắm đúng những cái công thức và những bài tập mà thầy Chiến dạy hôm nay là đảm bảo với các bạn là các bạn bơi ếch nhẹ nhàng như đi bộ vậy đó. Rồi, chúng ta chuẩn bị học nha. Đầu tiên đó là các bạn tập cái hơi thở trước nè. Bài tập thở đầu tiên đó là lên xuống bình thường, lên hít vô bằng miệng, xuống thở ra bằng mũi nha. Khi nào mình chuyên nghiệp rồi thì mình có thể thở ra bằng cả mũi và miệng. Nhưng mình mới tập thì mình nên thở ra bằng mũi mà thôi. Và miệng là hít vô. Có nghĩa là mình làm cho mỗi thứ một cái nhiệm vụ thôi. Rồi, đây là bài tập thứ hai. Đó là bài tập ở lâu dưới nước. Rồi, ở lâu dưới nước và thở từ từ hoặc là thở nhanh cho nó hết sạch ra. Đó, lâu nhất có thể nha. Hết sạch ra nè. Không còn một tí bong bóng nào luôn. Đó, thở cố gắng lâu thiệt lâu. Sau đó mới trồi lên há miệng ra. Tự động là cơ phổi, cơ bụng, cơ ngực của các bạn nó sẽ lấy hơi vô cho các bạn. Đó, cái bài thở thứ hai này rất là hay nha. Đó, các bạn xuống các bạn ém hơi ra bằng mũi. Cố gắng ém ra hết sạch ra luôn. Ém không còn một tí hơi nào nữa rồi mới trồi lên rồi há miệng ra thôi. Tự động hơi nó bay vô bụng. Đây mới là cách hít thở sâu nha. Còn bạn nào mà hít hơi mà phùng hơi ở trong miệng, phùng má ra là sai nha. Đó, xuống ém hết sạch ra này các bạn. Rồi lên, há miệng. Là hơi nó vô tới tận trong bụng của bạn rồi. Đó, nhớ nha. Rồi, bài tập thở thứ ba. Đó là bài điều tiết hơi thở. Các bạn quan sát cái cách điều tiết hơi thở. Sau khi bạn xuống nè, nín thở xíu. Hoặc là thở ra tí tí một. Và khi các bạn ngoi lên thì các bạn sẽ thở mạnh ra. Đấy, quan sát nè, xuống, nín thở hoặc thở tí tí. Rồi, đường ngoi lên nè, ngoi lên thở mạnh ra. Rồi, lên hít vô. Đó, áp dụng quy tắc này vào lúc bơi nha các bạn. Lúc bơi là mình sẽ thở theo bài tập thứ ba này nè. Còn lúc mình tập thở tại chỗ thì mình sẽ áp dụng bài tập số 1 là lên xuống bình thường. Còn bài tập số 2 đó là xuống thở lâu nhất có thể và hết sạch hơi. Đó là các bạn học được 3 bài tập thở rồi đúng không? Nhớ nha, hít thở cho chuẩn. Tiếp theo là mình học lại cái chân. Đây, chân co, bẻ, đạp ra và khép lại. Đó, co, bẻ nè, đạp ra khép lại. Nhớ là đạp bằng cái lòng bàn chân nha. Đó. Và nhớ là phải co gót về mông nha. Không được co đầu gối về bụng. Phần chân là các bạn phải chú ý như thế này nha. Đó. Chân là đạp, co, bẻ, đạp, khép. Cái cổ bàn chân, cái chỗ mắt cá chân á, là các bạn phải bẻ ngược lại so với múa ba lê nha. Múa ba lê là duỗi mũi ra đúng không? Bơi ếch là bẻ ngược lại. Rồi, đây là một số lỗi sai khi đạp chân này. Đó, cái chân mà duỗi ra này, như múa ba lê vậy đó, là sai nha. Đó. Đạp chân mà văng nước vậy là sai luôn nha. Đấy, không lướt được đâu. Đạp như kiểu này đây. Còn cái chân này là đạp nhưng mà lại hẹp quá. Đạp mà cái chân nó thẳng ra đằng luôn cũng không đúng lắm nha. Nó vẫn đi đó các bạn, nó vẫn giúp các bạn lướt, nhưng mà nó không có tối ưu. Hoặc là đạp chân xuống dưới quá, sâu quá, giống như anh trai bên kia đang bơi kìa. Đạp gì mà xuống dưới gần tới đáy luôn là không đúng nha. Rồi, chân như thế này cũng sai luôn nè. Cái người mà bơi mà nó như là bập bênh vậy đó, rồi cái mông nó chổng lên là sai luôn. Rồi, còn đây là lỗi mà co cái đầu gối vào bụng nè. Co cái đầu gối vào bụng là cái mông nó bị chổng lên. Nhìn rất là mắc cười nha. Đấy, ai mà co đầu gối vào bụng là cái mông nó chua lên. Không được co đầu gối về bụng. Mà đúng nhất là phải co gót về mông này. Đó, co gót để mông rồi đạp ra. Đấy, này mới đúng nha. Đó,
ho gót để mông rồi đẩy ra. Các bạn đi bơi, các bạn nhờ bạn bè xem dùm coi là nó có đúng không. Rồi bây giờ là tới cái tay nè, cái tay quạt tay mà thẳng tắp như thế này là sai nè. Đó. Quạt tay ếch lấy hơi mà để tay thẳng như thế này là sai nè. Hoặc là quạt tay đằng sau như thế này. Đó. Rất nhiều bạn quạt tay xa đằng sau như thế này, quạt về cái mông á, sai luôn nha. Đây mới là đúng nè, tay chắp hoặc là bàn tay úp xuống đều được. Đó. Các bạn quạt tay các bạn sẽ co tay lại vuông góc hoặc là gần vuông góc. Rồi các bạn nhìn theo hướng này đi, chắp tay hoặc là sấp tay đều được. Đó. Khi quạt tay là co tay lại. Đó. Co tay lại. Quạt vừa đủ thôi, chứ đừng quạt sâu quá hoặc ít quá. Quạt đến khi cái bàn tay nó gần chỉ xuống đất ấy, là được. Sau đó ôm nước vào. Đấy. Rồi, thấy không? Quạt tay. Đó. Như thế này là đúng nha các bạn. Rồi, các bạn quan sát tư thế thân người nha. Xíu nữa mình sẽ học đấy. Người nó phải ngang ra. Quạt tay như thế này là đúng. Chân co gót về mông như vậy là đúng nha. Rồi, bây giờ là về hướng mắt. Khi bơi là mình không có được nhìn tới đằng trước. À, là sai nha. Hướng mắt là phải nhìn xuống đất hoặc là nhìn xéo xéo tới đằng trước một chút thôi. Đây nè, các bạn nhìn này, như thế này nè. Vậy là sai nè. Đó, bơi mà mắt nhìn tới đằng trước là sai. Nó cản nước. Bạn thấy cái đầu nó bị cản nước không? Đó. Đây nè, bơi mà nhìn tới đằng trước là sai nhé. Không lướt được đâu các bạn. Và sẽ mất sức. Gần được nha, sau khi mà sửa thì ông bơi gần đúng rồi. Người hồi nãy các bạn thấy chân ông gần tới đất luôn. Đây, đây mới là hướng mắt đúng nha, nhìn xuống dưới. Các bạn thấy không? Đó, các bạn quan sát nha. Thấy hơi này. Đó, gập cái đầu xuống, nhìn xuống dưới hoặc là nhìn xéo tới đằng trước. Các bạn nhìn theo cái hướng này đi. Nhìn theo cái hướng này. Rồi, bơi thẳng vào nè, bơi thẳng vào các bạn nè. Đạp ra tay kẹp lên đầu. Quạt tay lấy hơi nè. Nhìn xuống dưới, đó, thấy chưa? Đó là hướng của mắt, của đầu nha. Nhìn xuống dưới. Chúi đầu xuống thì chân nó sẽ nổi lên nha các bạn. Đó, chú ý lại hơi thở nè. Xuống, nín thở xíu, rồi thở ra. Rồi lên hít vô, nín thở xíu. Quạt tay thở ra, rồi lên hít vô. Quan sát nè, thở ra nè. Ôn lại bài hít thở nãy cho các bạn. Rồi, hấp xuống nè. Đó. Trong bơi, hơi thở là quan trọng nhất nha các bạn. Trong bơi thì nó gồm chân, tay, tư thế thân người các thứ nè. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là phần hít thở. Rồi, còn đây là thầy Chiến bơi nè. Các bạn quan sát nè. Đó. Khi mà quạt tay lên lấy hơi, cố gắng thân người không thay đổi nhiều nha. Co gót về mông rồi búng ra. Đó. Và các bạn nhớ là sau khi đạp chân xong thì các bạn phải nằm cho người nó trườn tới, cho người nó lướt tới một xíu nha. Để mình làm lại thêm một lần nữa nè. Không đạp chân quạt tay liên tục nha. Điều này thầy Chiến nói rất nhiều ở những video khác rồi. Các bạn có thể lên xem lại. Đó. Quạt tay lấy hơi, hấp xuống, đạp chân, khép lại, lướt đi. Ok, buổi chia sẻ hôm nay là đến đây là kết thúc rồi. Thầy Chiến dạy bơi. Chúc cho tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn bơi tốt nha. Bye bye.